vị và các đồng chí. Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, được phát định kỳ vào lúc 20 giờ 40 phút thứ ba, tuần thứ hai hàng tháng. Như thường lệ, mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí cùng điểm lại các hoạt động của lực lượng biên phòng trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 20 tháng 5, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán bộ năm 2024. Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Thủ trưởng các phòng, cùng các đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan được thăng quân hàm, nâng lương thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đợt này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có 44 cán bộ được thăng quân hàm, nâng lương cấp trung tá trở xuống. Trong đó có 11 đồng chí thăng quân hàm cấp trung tá, 5 đồng chí thăng quân hàm cấp thiếu tá, 10 đồng chí thăng quân hàm cấp đại úy, 12 đồng chí thăng quân hàm cấp thượng úy, 3 đồng chí thăng quân hàm cấp trung úy và nâng lương cho 3 đồng chí. Trong đó, 21 đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn, 23 đồng chí thăng quân hàm nâng lương đúng niên hạn. Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm nâng lương lần này, đồng thời khẳng định đây là sự quan tâm ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với những thành tích, sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến của các cán bộ trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn mỗi cán bộ sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ, phải luôn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan đơn vị chính quy, vững mạnh, toàn diện. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại đồn biên phòng Bến Đá. Kiểm tra thực tế tại khu vực cảng cá Incomap, phường 5, thành phố Vũng Tàu, đoàn công tác đã nắm tình hình, trao đổi thông tin với ban quản lý cảng về một số vấn đề trong công tác chống khai thác IUU trong thời gian qua. Trong đó tập trung vào việc trao đổi một số thông tin giải pháp trong công tác phối hợp giữa ban quản lý cảng cá với đồn biên phòng Bến Đá để quản lý chặt chẽ tàu cá thông qua thiết bị giám sát hành trình. Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và giấy tờ, hồ sơ, sổ sách trên tàu cá của bà con ngư dân đang neo đậu tại cảng. Tại đồn biên phòng Bến Đá, đoàn công tác đánh giá cao, đơn vị đã nghiêm túc triển khai và chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm nề nếp, chế độ trực, triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn đơn vị và địa bàn quản lý theo đúng quy định. Kết luận kiểm tra, Đại tá Đặng Cao Đạt đã ghi nhận những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bến Đá trong thời gian qua, đồng thời quyết liệt triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm các quy định chống khai thác IUU khi hoạt động trên biển. Trong đó yêu cầu đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản được xuất bến, hoạt động khai thác hải sản trên biển. Nếu phát hiện các tàu cá vi phạm, đề nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Quyết tâm nỗ lực chung sức đồng lòng cùng với cả hệ thống chính trị, quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng của EC với thủy sản Việt Nam và duy trì kết quả bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc. Trong 2 ngày từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức kiểm tra bắn đạn thật năm 2024 đối với toàn thể cán bộ chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ huy trường bắn. Sau quá trình tổ chức huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành kiểm tra bắn đạn thật bài 1, 1B, súng ngắn K54 đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan. Bài 1 súng tiểu liên AK do quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy và bài 2 súng tiểu liên AK đối với cán bộ chiến sĩ của các đơn vị cơ sở thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời kiểm tra kết quả bắn của các đối tượng tham gia thi kiểm tra hải đội trưởng, thuyền trưởng giỏi năm 2024 để phục vụ thi kiểm tra do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.
Quá trình tổ chức, các lực lượng tham gia kiểm tra bắn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy trường bắn, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Thưa quý vị và các đồng chí, tối ngày 31 tháng 5, Đồn Biên phòng Bình Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình giao lưu tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Châu nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Các em thiếu nhi đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do chi đoàn xã Bình Châu phối hợp với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Châu biểu diễn. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian đố vui có thưởng. Qua đó đã tạo cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích, không khí vui tươi phấn khởi. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Châu, mỗi suất trị giá 750.000 đồng, bao gồm gạo và tiền mặt. Đây cũng là hoạt động của Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhằm chung tay cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội trên khu vực biên giới biển đảo, góp phần xây dựng tình cảm gắn bó giữa quân và dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các đồng chí, không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh, trong những năm qua, Hải đội 2 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn đường ống dẫn khí và thường xuyên ứng trực để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra trên biển. Với tinh thần xung kích, đoàn kết, hiệp đồng, chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã thực sự trở thành tấm lá chắn vững vàng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và là chỗ dựa tin cậy của bà con ngư dân. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có vị trí đặc biệt quan trọng là tuyến phòng thủ tiền tiêu quốc phòng an ninh của tỉnh, đồng thời còn có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển. Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đội 2 Biên phòng xác định công tác tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên vùng biển và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trong 10 năm qua, Hải đội 2 đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra bảo vệ đường ống dẫn khí, tuyên truyền về việc chấp hành pháp luật cho các chủ phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời không đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài, xâm phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển. Qua công tác tuần tra kiểm soát, đơn vị đã độc lập và phối hợp với các cơ quan chức năng cứu hộ cứu nạn thành công 13 phương tiện, 85 người, phát hiện và đưa 5 trường hợp thiệt mạng vào bờ, bàn giao cho các cơ quan xử lý. Hải đội 2 Biên phòng là một đơn vị chuyên môn kỹ thuật tàu thuyền. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thì chức năng hải đội thì là tuần tra kiểm soát bảo vệ vùng biển của tỉnh từ đường cơ sở trở vào đến vùng biển tiếp giáp với vùng biển của các đồn quản lý. Quá trình mà thực hiện nhiệm vụ trên biển thì cũng đồng nghĩa với việc là phải tổ chức sinh hoạt tàu, sinh hoạt chi bộ trên biển trong cái điều kiện là thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn, rồi trang thiết bị thì hạn chế. Tuy nhiên là để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được giao thì Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, rồi giáo dục cán bộ chiến sĩ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch lành mạnh, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và các chế độ quy định của đơn vị, rồi thường xuyên giáo dục làm tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện xử lý uốn nắn những trường hợp vi phạm. Thì từ những cái công tác giáo dục như vậy thì Hải đội 2 Biên phòng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh việc tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, công tác tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trên biển cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hải đội. Xem đây là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ trên các con tàu của hải đội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Cán bộ chiến sĩ thường xuyên được luyện tập theo từng phương án tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển để có thể xử lý nhanh và kịp thời trước mỗi sự cố, không để bị động bất ngờ, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong
trong thời gian qua thì đơn vị đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng bên cạnh đó cũng có những cái thuận lợi và khó khăn. Thì cái thuận lợi là đơn vị là đã được đào tạo cơ bản trong các cái môi trường quân đội, thì cán bộ chiến sĩ đã học tập rèn luyện và đã sử dụng thành thạo các cái loại vũ khí cũng như trang bị kỹ thuật được biên chế trong đơn vị. Thứ hai là cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là đoàn kết thống nhất, phát huy hết cái tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn trong cái năm 2024 và những năm tiếp theo. Là dự báo là trên cái vùng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trên khu vực biển đơn vị đảm nhận là có nhiều cái thời tiết cực đoan. Bởi vậy là cán bộ xác định là đây tìm kiếm cứu nạn là một trong những cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà đảng ủy cần phải tập trung lãnh đạo để cứu người và phương tiện, hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại và về con người và phương tiện của ngư dân. Em cũng rất là vui mừng và cảm ơn anh ạ. Tại bến khơi mà ai đâu mà cung cấp nước cho mình nguyên liệu thì hết, nên ở lại lâu ngày quá hết nước, lại bên biên phòng cho cung cấp nước tắm như vậy, sinh hoạt như vậy thì em cũng cảm rất cảm ơn. Nói chung anh gửi về tổ quốc, anh cũng cần nước xài nhưng mà anh biết chia sẻ khó khăn lúc hoạn nạn. Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại của Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong 10 năm qua, đơn vị đã phát hiện và xử lý 19 vụ với 19 phương tiện vận chuyển hơn 3,3 triệu lít dầu các loại không có đầy đủ giấy tờ theo quy định, phát hiện thu giữ 15,4 kg thuốc nổ các loại, tịch thu hơn 7.000 mét khối cát của 68 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 644 triệu đồng. Thực hiện các đợt cao điểm phòng chống IUU, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho 1.308 phương tiện với hơn 8.000 lượt thuyền viên, phát hiện và chuyển Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng xử lý 18 vụ với 22 phương tiện, chuyển Chi cục Thủy sản tỉnh xử lý 32 vụ với 32 phương tiện vi phạm các quy định khai thác hải sản bất hợp pháp. Kết quả này càng khẳng định được tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, đức tính dũng cảm, mưu trí, vượt mọi hiểm nguy của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong thời gian tới, thì tình hình vùng biển dự biến sẽ có nhiều phức tạp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, rồi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài, vận chuyển khoáng sản trái phép thì có nhiều diễn biến. Trong cái đó là khí hậu thời tiết thì càng ngày càng khắc nghiệt, thì đòi hỏi cán bộ chiến sĩ của hải đội thì phải khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng sức đồng lòng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ở trên biển chỉ có nắng, gió và mưa bão. Vất vả là thế, nhưng cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 biên phòng vẫn có niềm vui riêng là thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh vùng biển của Tổ quốc. Bám sát vào sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thì cán bộ chiến sĩ của Hải đội 2 biên phòng tỉnh đã khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống buôn lậu trên biển. Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 thì đã tổ chức lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát kết hợp với bảo vệ an ninh an toàn các cái công trình dầu khí trên biển. Có thể nói là trong cái điều kiện lực lượng phương tiện còn thiếu, còn yếu, rồi là điều kiện thời tiết là hết sức khắc nghiệt, nhưng mà cán bộ chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đã nỗ lực cố gắng đoàn kết thống nhất, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và trong nhiều năm liền thì Hải đội 2 được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu là đơn vị quyết thắng, là một trong những đơn vị dẫn đầu cái phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 8 năm liền được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 9 năm liền được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen. Nhiều cán bộ chiến sĩ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến.
những việc làm phụng sự cho Tổ quốc và nhân dân. Hải đội 2 biên phòng xứng đáng là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển, là chỗ dựa tin cậy, điểm tựa vững chắc để ngư dân bám biển vươn khơi. Thưa quý vị và các đồng chí, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới biển đảo hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục lần sau. Thân ái chào tạm biệt.